Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Nga nói tên lửa NASAM Ukraine rơi trúng viện nhi ở Kiev. Giới chức Nga tuyên bố quả đạn phóng từ tổ hợp phòng không NASAM của Ukraine đã rơi trúng bệnh viện nhi Oksmandy. Kiev bác bỏ điều này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9 tháng 7 cho biết, quân đội nước này trước đó một ngày đã dùng vũ khí chính xác tầm xa tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả việc quân đội Ukraine liên tục tìm cách gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Nga. Các mục tiêu bị tập kích là nhà máy Atom, Antonov và cục thiết kế Luk ở Kiev, doanh nghiệp Dnipro và Tuzmas ở Dnipro, nhà máy kỹ thuật hạng nặng ở Kramatorsk, kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây ở nhà máy luyện kim AkhilorMittal ở Kiviri. Tên lửa phòng không Ukraine nhiều lần đi chệch hướng lao vào các tòa nhà chung cư và cơ sở dân sự. Lần này cũng vậy, bà Zakharova nói. Các bằng chứng và nhiều nhân chứng xác nhận một tên lửa phóng từ tổ hợp phòng không NASAM do phương Tây cung cấp đã lao trúng tòa nhà trong khuôn viên bệnh viện nhi Oksmandy ở Kiev. Tổ hợp phòng không NASAM do Mỹ và Na Uy hợp tác chế tạo có thể phóng tên lửa IM-120 mang đầu đạn nặng 20kg với tầm bắn 30-50km tùy biến thể. Bà Zakharova cho biết Ukraine ngay lập tức cáo buộc Nga sát hại trẻ em, trong khi không ai đề cập tới nhà máy công nghiệp quốc phòng Atom nằm gần tòa nhà bị hư hại của Bệnh viện Nhi, cũng như các tòa nhà của Bộ Quốc phòng Ukraine và kho của quân đội nước này nằm gần đó. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng Nga không nhắm vào mục tiêu dân sự. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội Telegram cho thấy tên lửa hành trình Nga ngày 8 tháng 7 đã lần lượt lao vào mục tiêu ở thủ đô Kiev, gây ra nhiều vụ nổ lớn. Các kênh Telegram Nga cho biết đây là mục tiêu của trận tập kích là nhà máy Atom thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Okroborosprom. Họ cho biết vũ khí mà quân đội Nga sử dụng là tên lửa hành trình KH-101 với tầm bắn lên tới 3.500km, có thể mang theo đầu đạn chứa 400kg thuốc nổ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine cố tình đặt hệ thống phòng không trong các khu dân cư, sử dụng dân thường làm lá chắn sống, cũng như biến các doanh nghiệp dân sự thành cơ sở quân sự, vận chuyển binh sĩ bằng tàu khách. Theo bà, hành vi này đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế vốn cấm dùng cơ sở dân sự phục vụ cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Daniel Bell, người đứng đầu Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Ukraine, ngày 9 tháng 7 nhận định video cho thấy bệnh viện nhi Oksmandy trúng đòn trực diện trong trận không kích thay vì mảnh vỡ từ quả đạn bị đánh chặn văng trúng. Bà kêu gọi điều tra sự việc, cho rằng quả đạn rơi trúng cơ sở có thể là tên lửa hành trình KH-101 của Nga. Cơ quan an ninh Ukraine FBU đã công bố hình ảnh một số vật thể mà họ cho là mảnh động cơ tên lửa hành trình KH-101 của Nga được tìm thấy ở Oksmandy. SBU cho biết phân tích về thiệt hại và quỹ đạo bay của quả đạn cho thấy bệnh viện trúng đòn trực diện. Giới chức Ukraine thông báo đã hoàn tất tìm kiếm người sống sót. Ở Oksmandy cho biết 2 người không qua khỏi và 32 người bị thương tại cơ sở này. Trong cập nhật mới nhất, Tổng thống Zelensky cho biết tổng cộng 38 người không qua khỏi và 190 người bị thương trên khắp Ukraine trong trận tập kích ngày 8 tháng 7 của Nga. Điện Kremlin nói sẽ theo dõi chặt chẽ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết với quan điểm bài Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và sự tham gia của Liên minh vào cuộc xung đột ở Ukraine, Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ, tuyên bố hoặc quyết định được lãnh đạo các quốc gia phương Tây đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Chúng tôi sẽ theo dõi hội nghị thượng đỉnh kỹ càng nhất có thể, vì NATO coi Nga là đối thủ. Liên minh này đã và đang tham gia xung đột Ukraine, ông Peskov giải thích. Người phát ngôn nói thêm rằng Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ phát biểu, cuộc đàm phán hay quyết định nào được đưa ra tại hội nghị. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Washington, Mỹ. Các lãnh đạo NATO dự kiến sẽ tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, họ cũng xem xét tăng cường khả năng quân sự của liên minh, tăng cường lực lượng quân đội của các đồng minh và mua vũ khí mới, bao gồm cả hệ thống phòng không, cũng như các đề xuất mới nhằm tăng chi tiêu quốc phòng. Bác bỏ cáo buộc Nga tấn công bệnh viện ở Kiev. Ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin kịch liệt bác bỏ cáo buộc rằng Nga đã thực hiện cuộc tấn công vào một bệnh viện ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Chúng tôi không tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công của chúng tôi nhắm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và các căn cứ quân sự có liên quan đến năng lực vũ trang của Ukraine, ông Peskov nêu rõ. Ông nhắc lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng vụ việc xảy ra ở một bệnh viện ở Kiev là do tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky thông báo Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp về Ukraine vào thứ Ba, ngày 9 tháng 7. Tại cuộc họp, Moscow sẽ đưa ra các bằng chứng bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng Nga tấn công bệnh viện của Kiev. Tổng thống Mỹ Biden được chú ý đặc biệt tại thượng đỉnh NATO. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh và cũng để bàn phương án hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine và chuẩn bị đối phó với khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, không ai đoán trước được hội nghị diễn ra tại Washington, Mỹ trong tuần này lại biến thành bài kiểm tra công khai đối với sức khỏe và sự minh mẫn của Tổng thống Joe Biden vào thời điểm nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ đang gặp nhiều sức ép với ông Biden. Vai trò lãnh đạo của Mỹ trong NATO và nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine khiến Tổng thống Mỹ đã trở thành nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong liên minh này kể từ thời chính quyền Tổng thống George Bush. Tuy nhiên, những thành tựu của ông, bao gồm việc giúp Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO, cũng khó giúp ông tránh được phải cảnh nỗ lực hơn nữa để cứu vãn tương lai chính trị. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của ông Biden trong hội nghị thượng đỉnh lần này đều sẽ được chú ý, nhất là sau khi hình ảnh một nhà lãnh đạo cao tuổi, đôi khi không giữ được sự mạch lạc, hằn vào tư tưởng của 50 triệu khán giả xem cuộc tranh luận trực tiếp của ông với đối thủ Donald Trump trên CNN cuối tháng trước. Vị Tổng thống cao tuổi hơn cả NATO sẽ phải thể hiện sức khỏe và sự minh mẫn trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông nhầm lẫn sẽ càng khiến cho Đảng Dân Chủ Mỹ khó xử và tác động tiêu cực đến nỗ lực quyết liệt của ông nhằm gạt bỏ những lời kêu gọi dừng tái tranh cử. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Biden chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về sức khỏe, hồ sơ y tế và liệu ông có giấu thông tin về bệnh của mình hay không. Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo khi nhiều thành viên đòi Tổng thống Biden phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh ông có thể làm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa. Sáng ngày 8 tháng 7, Thượng nghị sĩ Patty Murray cảnh báo chúng ta cần một ứng viên nhiều năng lượng và mạnh mẽ hơn trên đường chạy đua để ông ấy có thể thuyết phục các cử tri rằng ông ấy có thể làm tốt công việc của người đứng đầu nước Mỹ. Vào thời điểm quan trọng như thế này, Tổng thống Biden nên cân nhắc cách tốt nhất để giữ gìn di sản quý giá của mình và bảo vệ nó cho tương lai, bà Murray nói. Ông Biden cũng sẽ được theo dõi ở nhiều quốc gia khác, sức khỏe và tuổi tác của ông không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông, mà còn là cả phương Tây nói chung, khi ông đang được coi là người cuối cùng có thể ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ của mình trước đây, ông Trump nhiều lần chê bai NATO và khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump gần đây nói rằng sẽ để Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn và sẽ không thực hiện điều 5 của NATO về phòng thủ tương hỗ nếu ông thấy một quốc gia thành viên NATO nào không thực hiện đúng cam kết về chi tiêu quốc phòng. Các nhà lãnh đạo thế giới cũng sẽ theo dõi để có đánh giá riêng về ông Biden. Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại NATO nói rằng các đối tác của Mỹ đến Washington dịp này sẽ đánh giá vai trò của Mỹ trong liên minh. Các nhà ngoại giao và chính phủ nước ngoài không công khai nói về chuyện tái tranh cử của ông Biden vì không muốn bị cho là can thiệp vào chính trị nội bộ của Mỹ. Tuy nhiên, theo CNN, các nhà ngoại giao từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đều bày tỏ hoài nghi sau màn tranh luận của Tổng thống Biden. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo từ châu lục này sẽ giữ phép lịch sự và tránh bị cho là can thiệp hay đứng về phía bên nào trong chính trị Mỹ. Tuy nhiên, người này nói với CNN, đằng sau điều đó, tôi tin rằng cuộc tranh luận về ông Biden đang diễn ra rất sôi nổi. Mối nguy hiểm đang rình rập F-16 của Ukraine sau vụ S-300 Nga diệt MiG-29. Mới đây, tên lửa S-300 Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 Ukraine ở Kharkov. Đây chỉ là một trong những mối nguy hiểm đang rình rập phi công F-16. Để sống sót, phi công phải làm gì? Tên lửa S-300 Nga chớp nhoáng bắn hạ MiG-29 Ukraine. Tại mặt trận Kharkov gần thành phố Volchansk, nơi đang giao tranh ác liệt, hai chiếc MiG-29 của Ukraine đã tiến hành không kích vào các vị trí Nga trong khu vực.
Theo kênh MAS, hệ thống phòng không S-300 của Nga có trận địa tại Belgrade đã phóng 3 tên lửa, một quả đã trúng đích, tiêu diệt một chiếc, trong khi hai quả còn lại bắn trượt chiếc thứ hai do phi công phản xạ tránh được. Volchansk nằm ngay biên giới giữa Nga và Ukraine, chỉ cách Belgrade khoảng 60 km. Các máy bay Ukraine được cho là xuất phát từ sân bay Poltava, cách khu vực tác chiến hơn 345 km. Các thông tin cho thấy chiếc MiG-29 bị rơi ở phía nam thành phố, chìm trong biển lửa trên mặt đất, nhưng không có thông tin nào về dù bung ra, rất có khả năng phi công đã không qua khỏi. Theo suy đoán, trong hai chiếc máy bay này vừa thực hiện nhiệm vụ ở Vulcan, có thể thuộc lô tiêm kích của Slovakia tặng cho Ukraine, vì một chiếc MiG-29AS xuất phát từ Slovakia treo 5 quả bom GBU-39B-SDB đã hoạt động gần mặt trận chỉ một ngày trước đó. Năm ngoái, Slovakia đã có động thái quan trọng khi chuyển 13 tiêm kích MiG-29AS từ lực lượng không quân nước này sang Ukraine, trong đó có 4 chiếc do phi công Ukraine điều khiển và số còn lại vận chuyển bằng đường bộ. Hiện số lượng máy bay chính xác của Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Các thông tin vẫn đề cập đến tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Ukraine thường xuyên xuất kích. Ngoài ra, các nguồn tin của cả hai bên đều khẳng định Ukraine vẫn đang còn sử dụng máy bay ném bom Su-24 và máy bay cường kích Su-25, nhưng số lượng rất ít. Hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Liên Xô phát triển và sau này Nga cải tiến có khả năng phát hiện, bám sát và đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Việc phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không S-300 bắt đầu bằng hệ thống radar chính xác, nhìn vòng 64N6E và radar chiếu xạ 30N6E. Trong đó, radar 64N6E có phạm vi phát hiện lên tới 300 km, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Sau khi phát hiện, thông tin mục tiêu sẽ được chuyển đến radar 30N6E, có nhiệm vụ khóa và dẫn đường cho tên lửa tới mục tiêu. Đài 30N6E có thể theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km sau khi khóa nó liên tục cập nhật vị trí, tốc độ và quỹ đạo giúp chỉ huy và trắc thủ điều khiển của hệ thống S-300 xử lý dữ liệu và chọn tên lửa thích hợp để đánh chặn. Hệ thống này thường được sử dụng dòng tên lửa 5V55 hoặc 48N6 được trang bị hệ thống dẫn đường bằng radar bán chủ động. Những chiếc tên lửa này được trang bị radar bán chủ động, dẫn đường dựa vào sự chiếu xạ liên tục tới mục tiêu bởi radar 30N6E để lao tới mục tiêu của chúng. Khi tên lửa được phóng đi, nó nhận được thông tin cập nhật giữa chặng đường từ radar 30N6E để điều chỉnh quỹ đạo và đảm bảo vẫn đi đúng hướng. Giai đoạn bay này rất quan trọng để đánh chặn các mục tiêu di chuyển nhanh vì nó cho phép tên lửa điều chỉnh đường đi để đối phó với bất kỳ hành động né tránh nào. Khi đến giai đoạn cuối, đầu dò radar trên tên lửa sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp hướng dẫn chính xác cho lần tiếp cận cuối cùng. Thiết bị bay tìm kiếm này đảm bảo rằng tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu một cách chính xác, ngay cả khi nó cố gắng thực hiện các hành động lẩn tránh vào phút cuối. Tên lửa được thiết kế để kích nổ đầu đạn ở gần mục tiêu nhằm tối ưu hóa khả năng đánh chặn. Việc tích hợp các hệ thống radar tiên tiến, công nghệ dẫn đường tên lửa và cơ chế chỉ huy và kiểm soát này cho phép hệ thống S-300 phát hiện và đánh chặn hiệu quả các mục tiêu ở khoảng cách trên 60 km. Khả năng theo dõi nhiều mục tiêu và cung cấp thông tin cập nhật liên tục của S-300 đảm bảo xác suất bắn hạ mục tiêu rất cao, khiến nó trở thành một vũ khí nguy hiểm trong mạng lưới phòng không của Nga. Phi công F-16 của Ukraine muốn sống sót phải làm gì? Ukraine đang rất cần máy bay chiến đấu do số lượng máy bay này đã giảm đi rất nhiều trong vài năm qua. Tin vui là không quân Ukraine sẽ sớm nhận được khoảng 85 chiếc máy bay chiến đấu F-16, cũng như các phi công Ukraine do các đối tác phương Tây huấn luyện. Nhưng tin buồn là những nguy hiểm đang chờ đợi họ. Điều này đã được nhà báo, chuyên gia quân sự David S. của Forbes viết. Theo chuyên gia X, F-16 Ukraine có nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh chặn các máy bay tiêm kích bom Su-34 của đối phương, vốn đang ném tới 3.000 quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh vào chiến tuyến Ukraine mỗi tháng. Ông X cũng dẫn lời nhóm phân tích Ukraine Deep State cho biết, bom lượn có điều khiển là vũ khí thần kỳ đối với người Nga và hiện tại. Người Ukraine thực tế không có biện pháp đối phó nào. Một chiếc Su-34 bay cao và nhanh có thể ném một quả bom lượn có điều khiển đi chính xác tới 40 km hoặc thậm chí 70 km đối với những loại bom lượn mới hơn. Khoảng cách đó đủ xa để lực lượng phòng không, dã chiến hiện có của Ukraine không thể đánh trả.
Tuy nhiên, nhà phân tích Justin Brown trong một nghiên cứu mới của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi ở London cho rằng, nhiệm vụ của các phi công F-16 của Ukraine sẽ rất khó khăn. Ông viết, sẽ rất khó để có thể đánh chặn các cuộc xuất kích của Su-34 thường xuyên. Vấn đề chính mà các phi công F-16 phải đối mặt là hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga khiến máy bay chiến đấu Ukraine bay cao sẽ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ ở khu vực chiến tuyến mà hầu hết mọi nơi trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là trong phạm vi khoảng 160 km tính từ tiền tuyến, nằm trong tầm bắn của hệ thống phòng không S-400 hay S-300 và thậm chí là S-500 của Nga. Mặc dù có khả năng Kiev đang đàm phán mua hoặc nhận viện trợ tên lửa không đối không AIM-120D có tầm bắn 160 km để lắp trên máy bay F-16 của mình, cho phép phi công Ukraine bắn hạ máy bay Su-34 từ sát vành đai hỏa lực của hệ thống phòng không của Nga. Nhưng trên thực tế, tên lửa AIM-120 sẽ không thể bắn được kịch tầm. Ông Brown viết, khi đến gần tiền tuyến, các phi công Ukraine sẽ phải điều khiển F-16 bay ở độ cao rất thấp để tránh bị lực lượng phòng không nhiều lớp của Nga phát hiện và bắn hạ. Ở độ cao thấp như vậy, tên lửa phóng đi trong không khí dày đặc với nhiều lực cản khí động học và tên lửa phải leo cao chống lại trọng lực để đạt đến độ cao nơi mục tiêu của chúng đang bay. Kết quả là vào thời điểm động cơ tên lửa cháy hết sau vài giây đầu tiên, chúng gần như không đạt được tốc độ hoặc độ cao hiệu quả, như khi chúng được phóng từ một máy bay chiến đấu trong không khí loãng ở độ cao lớn và tốc độ siêu âm, chuyên gia Brown nhấn mạnh. Được phóng từ độ cao thấp, tên lửa AIM-120 có khả năng mất đi tối đa tới 1/3 tầm bắn. Như vậy có thể khiến máy bay ném bom lượn của Nga vẫn nằm ngoài tầm bắn của tên lửa AIM-120, trừ khi các phi công Ukraine bằng cách nào đó có thể bay sâu vào bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát và sống sót đủ lâu để phóng tên lửa của mình. Như ông Brown đã chỉ ra, một giải pháp khả thi cho vấn đề này là tên lửa không đối không tầm xa hơn như là Meteor, có tầm bắn tới 360 km trong điều kiện tối ưu. Nhưng đen đủi cho Ukraine là tên lửa Meteor dường như không tương thích với F-16 và cũng không tương thích với máy bay chiến đấu Mirage-2000 mà Pháp đã cam kết cung cấp cho Kiev. Loại máy bay chiến đấu duy nhất mà Ukraine có thể sẽ nhận được cũng có thể sử dụng tên lửa Meteor là JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Stockholm đã bày tỏ sẵn sàng tặng Gripen dư thừa cho Ukraine, nhưng họ chỉ bàn giao khi Ukraine nhận được lô hàng F-16 cuối cùng. Các đồng minh của Ukraine rõ ràng đang lo lắng về việc lực lượng không quân Ukraine không thể tiếp nhận với quá nhiều và quá nhanh vũ khí mới. Vì vậy, nếu đánh giá của ông Brown là chính xác, có thể phải mất một thời gian, khoảng một năm hoặc hơn, trước khi Ukraine có được sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu và tên lửa để dễ dàng bắn hạ máy bay ném bom lượn của Nga mà không khiến phi công Ukraine gặp rủi ro cao độ. Thế nên, theo Brown, hiện tại tấn công vào các sân bay của Nga là cách tốt nhất của Ukraine để hạn chế thiệt hại mà không quân đối phương có thể gây ra cho lực lượng của họ ở tiền tuyến, chứ không phải là trông chờ vào F-16. Ngày 9 tháng 7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, phái đoàn quân sự của quân đội Triều Tiên do ông Kim Kum-chön, hiệu trưởng Đại học Quân sự Kim Nhật Thành dẫn đầu, đã tới thăm Nga vào ngày 8 tháng 7. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lịch trình của phái đoàn cũng như mục đích của chuyến thăm này. Đây là chuyến thăm mới nhất của một phái đoàn quân sự Triều Tiên tới Nga giữa bối cảnh hai nước tổ chức hoạt động trao đổi giữa các quan chức cấp cao với số lượng kỷ lục trong năm nay, trong đó có chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin hồi tháng 6 vừa qua. Đại học Quân sự Kim Nhật Thành là nơi đào tạo các sĩ quan quân sự ưu tú của Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã theo học đại học này sau khi hoàn thành việc học tập tại Thụy Sĩ và trước khi trở thành nhà lãnh đạo của Triều Tiên. Ngày 8 tháng 7, theo giờ địa phương, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết, Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ song phương. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Iran và Nga đã bày tỏ sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước đang phát triển hàng đầu BRICS, dự kiến diễn ra tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga vào tháng 10 tới. Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran coi trọng mối quan hệ với các quốc gia láng giềng và thân thiện, đồng thời sẽ tăng cường các mối quan hệ như vậy.
Theo ông Pezeshkian, Tehran sẽ tập trung theo dõi và thực hiện các thỏa thuận song phương đã đạt được dưới thời cố Tổng thống Ebrahim Raisi. Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Iran-Nga trong khuôn khổ các tổ chức, liên minh và hiệp ước ở cấp khu vực và quốc tế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhóm các nước đang phát triển hàng đầu BRICS và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ông khẳng định các văn kiện liên quan đến thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Iran và Nga đã hoàn tất và Tehran sẵn sàng ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới. Cũng tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Pezeshkian đắc cử Tổng thống Iran. Hai bên cũng bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ song phương ở mức độ cao, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga chúc Iran thành công dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Pezeshkian và hy vọng sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Tehran. Ukraine vốn là quốc gia phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga. Từ lâu, Ukraine đã cố gắng duy trì sự ủng hộ của cả hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của Mỹ. Điều này chưa bao giờ là dễ dàng và ngày càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi khả năng cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng ngày càng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thận trọng trả lời rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt sự hỗ trợ quân sự đối với Ukraine và cho phép Nga thành công đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Các quan chức Ukraine cho rằng sự khó đoán định của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể tạo ra một thách thức ngoại giao khó khăn. Ông Oleksandr Meretko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nhận định rằng hiện nay Ukraine đang ở trong tình thế tương đối dễ tổn thương. Nếu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ năm 2024, đó không phải là cú sốc với Ukraine. Tuy nhiên, việc tiếp cận những người thân cận với ông Trump, theo ông Oleksandr Meretko, cần được thực hiện một cách khéo léo để không khiến Đảng Dân Chủ phản đối. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ Washington Post đưa tin ông Donald Trump đã bí mật nói về kịch bản cho phép Nga giữ lại bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014 và vùng Donbass mà Nga đang kiểm soát một phần để đổi lấy hòa bình. Hai cố vấn chủ chốt của ông Trump cũng đã trình lên ông một kế hoạch chấm dứt xung đột vũ trang mà theo đó Ukraine sẽ chỉ nhận được thêm vũ khí từ Mỹ nếu chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Trên thực tế, dù ông Joe Biden hay ông Donald Trump giành được chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, thì Ukraine đều có những mối lo ngại riêng. Ukraine cảm thấy thất vọng về nhịp độ hỗ trợ chậm chạp cũng như các giới hạn sử dụng vũ khí của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Điều này đã khiến cho Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không có những vũ khí cần thiết để giành chiến thắng và cũng không có sự ủng hộ trọn vẹn của Mỹ trước những nỗ lực của Kiev nhằm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình theo các điều khoản có lợi cho Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhận định rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người khó đoán định. Bên cạnh đó, mối lo ngại trước mắt với Ukraine là vòng xoáy tranh luận về tương lai chính trị của ông Biden có thể trở thành chủ đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington diễn ra trong tuần này, giữa bối cảnh NATO đang hướng đến một vai trò lớn hơn trong việc điều phối nguồn cung vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng tránh để ông Trump có cơ hội chỉ trích họ về các cam kết hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, trong khi các chính phủ mới ở Pháp và Anh đều đang đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể. Một số nước phương Tây đang tiến hành các biện pháp để cố gắng đảm bảo tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bất kể điều gì diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng những vấn đề chính trị nội bộ của họ đang làm phức tạp thêm những hành động tập thể. Chẳng hạn như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ban đầu thúc đẩy ý tưởng 5 năm với khoản hỗ trợ 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và đề nghị một số nước thành viên hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, Mỹ cùng với một số nước bày tỏ nghi ngờ về đề xuất này và cho rằng nó sẽ có thể đối mặt với sự phủ quyết từ các quốc gia không ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine, chẳng hạn như Hungary và Slovakia. Thay vào đó, các nước NATO chỉ nhất trí đóng góp 40 tỷ đô la Mỹ vào năm tới cho Ukraine, tương đương với các khoản đóng góp trước đây và không có cam kết cụ thể về sự hỗ trợ trong tương lai.
Nga đang phát triển một mạng lưới khinh khí cầu để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine, tương tự như chiến thuật từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Phát biểu tại một hội thảo ở Saint Petersburg tuần trước, bà Polina Albert, tổng giám đốc công ty hàng không vũ trụ First Airship của Nga, chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới này cho biết hoạt động chính của công ty là chế tạo khinh khí cầu chở hàng. Nhưng hiện tại, từ nhu cầu cấp bách trên chiến trường cùng với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, công ty này đã cố gắng tạo ra một hệ thống phòng thủ có vai trò như rào chắn. Theo Telegram, các khinh khí cầu sẽ được đặt trong nhà chứa máy bay. Từ đó, chúng sẽ nhanh chóng bay lên liên tiếp rồi thả tấm lưới cao 250m để tạo thành lớp phòng thủ trên không, ngăn máy bay không người lái đang lao tới. Telegram đưa tin mỗi khinh khí cầu có thể bay cao 300m so với mặt đất, tải trọng tối đa khoảng 30kg, đủ để mang theo một tấm lưới nhẹ. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ với phạm vi quan sát lên tới hơn 10km. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều khinh khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau bay lơ lửng trên khu rừng Bạch Dương và hồ nước của Nga. Theo bà Anberg, các khinh khí cầu cũng có thể được gắn một loại súng chân không để phóng các tấm lưới siêu nhẹ vào máy bay không người lái đang lao tới. Bà Anberg cho biết hệ thống này đã được thử nghiệm và công ty đang có rất nhiều đơn đặt hàng. Các nhà phát triển đã lấy cảm hứng từ việc sử dụng khinh khí cầu trong Thế chiến thứ nhất. Ngoài ra, phương tiện này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Anh trong Thế chiến thứ hai. Theo Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở London, Anh từng sử dụng 2.748 khinh khí cầu vào tháng 9 năm 1941. Sau đó, khinh khí cầu cũng được sử dụng trong cuộc đổ bộ D-Day trên bờ biển Normandy tại Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1944 để bảo vệ binh sĩ và tàu thuyền của quân đồng minh. Ở thời điểm đó, khinh khí cầu buộc máy bay của Đức phải bay cao hơn, khiến chúng khó tấn công mục tiêu và dễ bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không. Chưa kể, các dây cáp để neo giữ khinh khí cầu với mặt đất cũng có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho các loại máy bay chiến đấu. Khi quân Đức tấn công, Anh được cho là đã đánh chặn hơn 200 tên lửa nhờ rào chắn khinh khí cầu. Theo báo cáo của Hiệp hội Không quân Hoàng gia Anh, khinh khí cầu cung cấp một phương tiện phòng thủ quan trọng chống lại không quân Đức vì các dây cáp bằng kim loại mà chúng kéo theo sẽ gây nguy hiểm cho máy bay khi chạm vào chúng. Chưa kể nếu đối phương cố bắn hạ một quả khinh khí cầu thì có thể bị ảnh hưởng do vụ nổ hydro. Ông Trump đoán Tổng thống Biden tiếp tục tranh cử. Ông Donald Trump dự đoán Tổng thống Joe Biden tiếp tục tranh cử bất chấp sức ép từ chính nội bộ Đảng Dân Chủ. Theo ông Trump, Tổng thống Biden sẽ khó bị ép rời khỏi cuộc đua Nhà Trắng bởi ông đã nắm chắc đề cử của Đảng Dân Chủ nhờ chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ hồi đầu năm. Ông Biden có rất nhiều quyền lực vì ông ấy đã giành đủ số phiếu đại biểu. Khi có được các phiếu đại biểu, trừ khi ông ấy tự nói sẽ rút lui, không ai có thể ép ông ấy bỏ cuộc. Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8 tháng 7. Cựu chủ nhân Nhà Trắng nói thêm, ông ấy sẽ không rút lui vì cái tôi của mình. Tôi biết ông ấy không muốn làm việc đó. Ông Biden đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, bất chấp sức ép từ nhiều phía sau màn tranh luận không đạt được kỳ vọng trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Sau vụ vỡ đê hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam, hoạt động phá đê đang được triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ngày 8 tháng 7 cho biết, bờ kè được coi là tuyến phòng thủ thứ hai của hồ nước này lại đang gặp phải rủi ro. Theo Sở Tài nguyên nước của tỉnh, hơn 300 cảnh sát và lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường nhằm ngăn chặn hiện tượng sói mòn bờ kè tại huyện Hoa Dung. Bờ kè dài 14,3 km được coi là tuyến phòng thủ thứ hai, nằm cách đê bị vỡ khoảng 2 km. Ít nhất 7.000 cư dân đã được sơ tán sau vụ vỡ đê của hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Trung Quốc ngày 5 tháng 7 vừa qua. Các công nhân đang chạy đua với thời gian để khắc phục đoạn vỡ đê dài 226 m. Hàng nghìn người và nhiều thiết bị đã được điều động nhằm khẩn cấp đối phó với vụ vỡ đê. Tính đến 3 giờ chiều ngày 7 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã sử dụng mọi vật liệu có thể để gia cố khoảng 87 m bờ kè của bờ hồ Động Đình. Trước đó, từ ngày 16 tháng 6, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong năm nay, phá kỷ lục lịch sử ở một số vùng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 7, lực lượng cứu hộ Indonesia nỗ lực đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong vụ lở đất chết người.
tại mỏ vàng ở tỉnh Gorontalo trên đảo Sulawesi của Indonesia. Vụ lở đất xảy ra tại mỏ vàng ở quận Đông Sugawa, huyện Bone Bolango, thuộc tỉnh Gorontalo ngày 7 tháng 7 sau những cơn mưa xối xả. Một số nhân chứng cho biết lở đất diễn ra bất ngờ khiến các công nhân đang làm việc ở mỏ vàng không kịp sơ tán. Lực lượng cứu hộ lập tức được triển khai, song việc tiếp cận hiện trường gặp cản trở do địa hình hiểm trở và giao thông bị gián đoạn. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, ít nhất 6 công nhân khai thác vàng đã thiệt mạng, trong khi khoảng 26 người còn mắc kẹt, chưa thể tìm thấy trong đống đất đá và các đường hầm dưới lòng đất. Dự kiến công tác cứu hộ sẽ được đẩy mạnh với sự tham gia của quân đội, cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cùng các phương tiện cứu hộ, máy xúc tiên tiến hơn. Số người chết và mất tích do lở đất còn có thể tăng khi công tác kiểm đếm tiếp tục được tiến hành. Khu vực Nam Á đang trong mùa mưa gió mùa với những trận mưa lớn bất thường. Lũ lụt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ấn Độ, Bangladesh và Nepal. Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Lũ lụt ở Bangladesh đã khiến 8 người tử vong trong tuần qua, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng sau khi mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ. Chính phủ Bangladesh cho biết đã cho mở hàng trăm cơ sở trú ẩn cho người dân phải sơ tán do nước lũ dâng cao và gửi lương thực, hàng cứu trợ đến các huyện bị ảnh hưởng nặng nề ở khu vực phía bắc nước này. Trong khi đó, những trận mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường và đường ray tàu hỏa ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ trong ngày 8 tháng 7, khiến giới chức địa phương phải đóng cửa một số trường học. Mưa cũng khiến nước các sông ở bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ tràn bờ, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người. Tại bang Assam còn có công viên quốc gia Kaziranga, nơi sinh sống của loài tê giác một sừng quý hiếm, cũng bị ngập trong nước, khiến 6 con tê giác bị chết. Nhà chức trách bang Assam cho biết ít nhất 66 người đã thiệt mạng do lũ lụt và các sự cố liên quan đến mưa lũ tại địa phương này kể từ tháng 5 đến nay. Theo chính quyền bang Assam, lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến 31 ngôi nhà ở bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, giáp biên giới với Nepal. Tại Nepal, ít nhất 47 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây lũ lụt, lở đất và sét đánh trong vòng một tháng trở lại đây. Con số này còn có thể tăng lên do vẫn còn một số người đang bị mất tích. Lũ lụt nghiêm trọng cũng đã làm ngập các đường phố, khiến nhà cửa và phương tiện đi lại chìm trong nước. Nhiều người dân phải tiến hành di rời để đảm bảo an toàn. Mưa lũ và lở đất vốn thường xuyên xảy ra tại Nepal trong mùa mưa từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 9, khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm ở quốc gia Nam Á này. Do tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các chuyên gia khí tượng lo ngại mùa gió mùa năm nay tại Nepal sẽ có thêm nhiều thiệt hại về người và của. Nhật Bản hôm 7 tháng 7 đã ghi nhận nhiệt độ tăng lên 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay tại Shizuoka. Thời tiết nắng nóng đặc biệt bao trùm khu vực miền trung của nước này. Nhiệt độ tại thành phố Shizuoka, thủ phủ của tỉnh Shizuoka, đã lên tới 40 độ C vào ngày 7 tháng 7, mức nhiệt cao nhất trên toàn Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Trong bối cảnh chỉ số nhiệt độ vượt quá 35 độ được ghi nhận trên một vùng rộng lớn của nước này, từ Tohoku cho đến Kyushu. Tại Nishinomaki thuộc tỉnh Gunma, nhiệt độ đạt 39,8 độ C, trong khi Otsuki ghi nhận 39,2 độ C. Nhiệt độ cao trên 38 độ cũng được ghi nhận ở một số thành phố khác của Nhật Bản. Cảnh báo về tình trạng say nắng đã được ban hành cho 26 quận huyện. Cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình được dự đoán sẽ tăng cao trên khắp Nhật Bản vào mùa hè này, có khả năng đạt mức tương tự như sức nóng của mùa hè năm 2023. Trong đó tháng 8 dự kiến sẽ đặc biệt nóng. Giới chuyên gia dự báo một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục mới sẽ bao trùm bờ Tây nước Mỹ trong những ngày tới, trong khi hàng triệu người Mỹ cũng đang vã mồ hôi dưới mái vòm nhiệt đang lơ lửng trên bầu trời hai bang Arizona và Nevada. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khoảng 36 triệu người, tương đương 10% dân số cả nước, sẽ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng trên khi mái vòm nhiệt tập trung ở California. Nhiệt độ dự kiến sẽ đạt hoặc vượt kỷ lục ở các bang Washington, Oregon, California, phía bắc Arizona và miền trung Idaho. Tại công viên quốc gia Thung Lũng Chết dọc biên giới California-Nevada, mức nhiệt gần 54 độ C được dự báo sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 7. Trong ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiệt độ trung bình tại đây đã vượt mốc 53,3 độ C, cao nhất trong 17 năm qua. Cùng ngày này tại Las Vegas, nền nhiệt trung bình lên tới hơn 46,1 độ C, ngang với mức nhiệt cao kỷ lục thiết lập vào năm 2007.
Vài ngày qua, nhiệt độ nơi này đã được ghi nhận rất cao. Cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa ra những cảnh báo về nắng nóng. Họ nói rằng nhiệt độ cao sẽ phá kỷ lục trong thời gian tới. Riêng California đã chứng kiến hơn 20 vụ cháy rừng trên khắp tiểu bang, thiêu rụi tổng cộng hơn 9.000 hecta, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo đỏ khắp California, kêu gọi người dân thực hiện phòng ngừa hỏa hoạn và tuân theo lệnh sơ tán. Mới đây, hàng ngàn người đã biểu tình ở trung tâm thành phố Barcelona để phản đối tình trạng khách du lịch ồ ạt vào thành phố. Hàng trăm người cũng đã tuần hành tại quần đảo Canary để phản đối làn sóng người di cư đến quần đảo của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh địa điểm này ghi nhận hơn 19.000 người di cư kể từ đầu năm nay. Những người biểu tình mang theo những tấm biển ghi Barcelona không phải để bán và du khách hãy về nhà. Trước khi một số người dùng súng nước bắn vào khách du lịch đang ăn uống bên ngoài các nhà hàng. Theo trang web bất động sản Idealista, giá thuê nhà đã tăng 18% so với một năm trước tại các thành phố du lịch như Barcelona và Madrid của Tây Ban Nha. Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp một động thái quyết liệt của chính quyền nhằm tìm cách kiềm chế chi phí nhà ở phi mã khi thị trưởng Barcelona Jaume Cuboli hồi tháng 6 đã công bố kế hoạch nhằm loại bỏ dần tất cả các hợp đồng ngắn hạn vào năm 2028. Tôi nghĩ việc có mặt ở đây rất quan trọng. Thứ nhất là để chống lại mô hình kinh tế dựa trên du lịch ồ ạt, vì mô hình này khiến chúng ta nghèo hơn và phụ thuộc hơn. Mặt khác, nó ảnh hưởng đến giá nhà, hiện đang là một vấn đề đáng báo động và đáng lo ngại đối với người dân. Chúng tôi đến đây để biểu tình chống lại tình trạng du lịch ồ ạt ở Barcelona. Những năm gần đây, thành phố đã hoàn toàn chuyển sang phục vụ khách du lịch, trong khi điều chúng tôi muốn là một thành phố dành cho người dân. Cũng trong ngày 6 tháng 7, hàng trăm người đã tuần hành tại quần đảo Canary để phản đối làn sóng di cư đến quần đảo này của Tây Ban Nha. Thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 6, hơn 19.200 người di cư đã đến quần đảo Canary bằng đường biển trên 297 tàu thuyền, tăng so với con số hơn 7.200 người trên 150 tàu thuyền vào cùng kỳ năm ngoái. Tây Ban Nha cùng Italia và Hy Lạp đã trở thành điểm đến hàng đầu của những người di cư trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Tuy là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, nhưng tuyến di cư qua Đại Tây Dương đến quần đảo này ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây, trong bối cảnh các con đường khác qua Địa Trung Hải bị siết chặt kiểm soát. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi vượt qua vịnh Mexico vào sáng sớm ngày 7 tháng 7, với sức gió tối đa duy trì 104 km/h, cơn bão nhiệt đới Berin được dự báo sẽ đổ bộ vào bang Texas của Hoa Kỳ trong hôm nay, mùng 8 tháng 7 theo giờ địa phương. Cư dân bang Texas đã tích trữ khí đốt, thực phẩm, nước uống và gia cố cửa sổ, sẵn sàng đối phó với cơn bão nhiệt đới lịch sử này. Các địa phương ven biển của Texas đã phát đi thông báo sơ tán, cảnh báo cho hơn 1 triệu cư dân về nguy cơ bão. Dự báo cho biết, bão Berin có thể mạnh trở lại trước khi đổ bộ vào đất liền vào ngày 8 tháng 7, tiếp tục gây ra gió mạnh và mưa kéo dài. Theo Trung tâm Bão Quốc gia của Hoa Kỳ, cơn bão Berin có thể gây ra gió mạnh và gây ngập lụt, nước dâng đe dọa tính mạng. Mực nước dâng cao có thể lên đến 40 cm, mưa kéo dài trên các khu vực phía nam và trung tâm của bờ biển Texas. Tôi lo lắng lượng mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập lụt, còn ngoài ra chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã sống nhiều năm ở trên đảo nên chứng kiến nhiều cơn bão khủng khiếp. Do đó chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống thiên tai. Chúng tôi lo lắng cuộc sống hàng ngày sẽ bị gián đoạn. Các cơ quan phòng chống thiên tai của tiểu bang Texas đã ban hành tuyên bố thảm họa cho 121 quận, cho phép sử dụng tài nguyên của tiểu bang để hỗ trợ công tác chuẩn bị và khôi phục ở cấp địa phương. Ban quản lý tình trạng khẩn cấp của Texas cũng đã sẵn sàng kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia, các đội tìm kiếm cứu hộ và các lực lượng khẩn cấp khác chuẩn bị đối phó với cơn bão. Ở bên kia biên giới Texas, người dân ở tiểu bang Tamaulipas phía bắc Mexico đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Berin sẽ chỉ mang đến lượng mưa vừa đến lớn ở một vài nơi. Tuy nhiên, chính quyền vẫn đề cao cảnh giác, yêu cầu người dân không được chủ quan trước tình hình bão. Khi tôi rời khỏi nhà để tránh bão, thì lúc đó đã mất điện toàn khu vực. Hiện giờ cũng có điện trở lại rồi, nhưng đồ điện trong nhà vẫn chưa sử dụng được, kết nối mạng cũng chưa có. Cây đổ, còn mái ngói thì vỡ.
Đầu tuần, các quan chức ở Tamaulipas đã thiết lập nhiều nơi trú ẩn tạm thời, tiến hành kiểm tra đập nước, xác định các khu vực dễ xảy ra lở đất và thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt. Cùng với đó, họ phong tỏa đường bộ, dọn sạch hệ thống thoát nước và cắt tỉa cây xanh. Theo thư ký chính quyền Tamaulipas, nước mưa là điều may mắn cho tiểu bang này vì các con đập đã cạn kiệt sau mùa hạn hán. Đồng thời, hệ thống đầm phá cung cấp nước cho hàng nghìn người dân địa phương đã được phục hồi. Trước khi đổ bộ vào Mexico và bang Texas của Mỹ, siêu bão Beryl đã tấn công các khu vực bờ biển Jamaica sau khi gây ra tàn phá trên diện rộng ở các đảo thuộc vùng Caribe, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay được ghi nhận trong tháng 7. Và đây cũng là cơn bão thứ hai trong mùa bão Đại Tây Dương và là siêu bão đầu tiên cho năm 2024. Ước tính bão Beryl đã khiến ít nhất 11 người ở khu vực Caribe thiệt mạng. Chỉ riêng tại Jamaica, khoảng 920.000 người bị thiệt hại do bão Beryl. Hơn 400.000 người lâm vào cảnh mất điện. Khi siêu bão Beryl đổ bộ, Thủ tướng Jamaica đã tuyên bố toàn bộ đảo quốc này là khu vực thảm họa, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày. Cơn bão nhiệt đới này đã phá vỡ một loạt kỷ lục cả về tốc độ hình thành và đạt tới cấp mạnh nhất ngay từ đầu mùa bão ở Đại Tây Dương. Đây là cơn bão có cường độ tối đa được ghi nhận sớm nhất từ trước đến nay trong mùa bão ở Đại Tây Dương, kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 hàng năm. Siêu bão Beryl đã chuyển cường độ từ cấp 1 lên cấp 4 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ và hôm 2 tháng 7 đã được tuyên bố là cơn bão cấp 5, cấp cao nhất trong thang cảnh báo bão 5 cấp Saffir-Simpson với sức gió lên tới gần 250 km một giờ. Thủ tướng Grenada đã dùng từ ngay tận thế để mô tả sức tàn phá của bão Beryl. Để mô tả mức độ tàn phá của cơn bão thì nó gần giống như ngày tận thế vậy, khi phá hủy gần như toàn bộ các tòa nhà, cho dù là tòa nhà công cộng, nhà ở hay các cơ sở tư nhân khác. Bão Beryl phá hủy nông nghiệp và toàn bộ môi trường tự nhiên, thực sự không còn thảm thực vật nào còn sót lại trên đảo Cariaco. Rừng ngập mặn bị phá hủy hoàn toàn, thuyền bè và bến du thuyền bị hư hại đáng kể. Hệ thống lưới điện ở Cariaco bị phá hủy gần như hoàn toàn. Trong khi đó, do ảnh hưởng của siêu bão Beryl, Puerto Rico cũng đã buộc phải đóng cửa một số khu nghỉ dưỡng ở phía Bắc và Tây Nam đảo do điều kiện hàng hải nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Puerto Rico đã ban bố cảnh báo lũ lụt ven biển và dòng hải lưu, cũng như đối với các tàu thuyền nhỏ. Chúng tôi ước tính khoảng 95% số nhà cửa bị phá hủy, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp địa phương và các hoạt động tạo thu nhập. Nhiều nhà máy khử muối, trạm điện thoại, cáp quang và đường xá bị hư hại. Cơn bão cũng đã gây tác động thảm khốc cho hoạt động du lịch vốn rất cần thiết trên các quần đảo ở khu vực Caribe. Liên Hợp Quốc đã quyết định giải ngân 4 triệu đô la Mỹ từ quỹ ứng phó khẩn cấp cho các hoạt động nhân đạo ở các quốc gia Caribe bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế ghi nhận thiệt hại nặng nề trên các đảo Cariaco và Petite Martinique, nơi có 70% và 97% nhà cửa bị hư hại. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ trước đây đã dự báo 85% khả năng mùa mưa bão năm 2024 diễn ra trên mức bình thường ở Đại Tây Dương, với khoảng 17-25 cơn bão được đặt tên so với mức trung bình hàng năm là 14 cơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo việc xuất hiện những cơn bão có cường độ mạnh như bão Beryl sẽ kéo lùi nhiều năm phát triển kinh tế xã hội của các nước có bão đi qua. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến các cơn bão mạnh lên nhanh hơn do nước biển ấm hơn, khiến con người ít có thời gian hơn để chuẩn bị ứng phó với tác động của chúng. Có vẻ như cơn ác mộng mang tên biến đổi khí hậu vẫn đang tiếp tục phủ bóng đen tại khu vực Caribe và những nơi khác trên thế giới, với những hệ quả nghiêm trọng của mưa lũ. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ còn làm tăng các cơn bão hủy diệt trong thời gian tới.
Trong những năm gần đây, cụm từ biến đổi khí hậu đã không còn xa lạ với nhiều người, mà nó đã trở nên hiện hữu với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng nghiêm trọng, sốc nhiệt và bão lũ tại nhiều nước và khu vực trên thế giới. Nói về tính chất nghiêm trọng của trận bão, ông Michael Brennan, giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, nhấn mạnh. Đây là một tình huống rất nghiêm trọng đối với bất kỳ ai đang theo dõi những diễn biến về cơn bão ở khu vực Caribe. Nếu bạn ở trong mắt bão thì đừng đi ra ngoài. Nó không an toàn. Cơn bão đang di chuyển rất nhanh và bạn không muốn ở bên ngoài trong điều kiện đó. Trong một báo cáo công bố ngày 1 tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn ngày càng tăng, mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng. Lấy dẫn chứng về cơn bão nhiệt đới Freddy kéo dài 36 ngày, gây thiệt hại về người và kinh tế ở Đông Nam Châu Phi từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023, tổ chức này cho rằng đây là cơn bão dài nhất từng được ghi nhận. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến các cơn bão. Yếu tố chính đầu tiên là với tình trạng trái đất nóng lên và nhiệt độ bề mặt nước biển ấm lên, tạo tiền đề cho các cơn bão mạnh hơn phát triển. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng các cơn bão hủy diệt. Cũng theo tổ chức này, việc kiểm soát các hành động gây biến đổi khí hậu của con người có vai trò không nhỏ trong việc kiềm chế sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển, vốn dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa thiên tai. Một khảo sát do Liên Hợp Quốc thực hiện với người dân ở 77 quốc gia, đại diện cho 87% dân số thế giới mới đây cho thấy, cứ 5 người được hỏi thì có 4 người muốn đất nước của họ tăng cường các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu giờ đã trở thành một vấn đề không của riêng ai.